Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh của Mr. Zero. Và các bạn đừng quên nhấn like, subscribe và nhớ ấn vào nút thông báo để nhận ngay những thông tin mới nhất của Mr. Zero các bạn nhé. Cổ động viên chơi lầy biến sân vận động thành bãi rác. Những sự cố hy hữu do các cổ động viên gây ra luôn tồn tại trong thế giới bóng đá vì sự cuồng nhiệt đối với bộ môn túc cầu. Tuy nhiên, một phần nào đó, sự thiếu bình tĩnh và chuyên nghiệp khi đến sân vận động xem bóng đá đã gây ra những tình huống xấu xí trong mắt cổ động viên bóng đá thế giới. Dưới đây là những hình ảnh khó kiếm hiếm thấy trong các giải đấu chuyên nghiệp ở các giải đấu có lịch sử lâu đời. Sự cuồng nhiệt của người hâm mộ bóng đá là một vũ khí tinh thần có sức mạnh to lớn đối với bất kỳ đội bóng nào. Không một đội bóng nào được xem là thành công nếu họ thiếu đi sự ủng hộ từ cổ động viên. Thế nhưng không phải lúc nào tình cảm của người hâm mộ đối với đội bóng của mình hay đối thủ đều được thể hiện một cách đúng đắn. Hãy cùng Mr. Zero điểm qua những lần cổ động viên chơi lầy biến sân vận động thành bãi rác. Vào năm 2016, trong trận đấu Stuttgart tiếp đón Dortmund trên sân nhà, một trận mưa bóng tennis đã được cổ động viên đội khách thả xuống sân. Đây là động thái được cho là phản ứng của các cổ động viên với việc tăng giá vé của các trận đấu của Dortmund. Trong một trận đấu giữa PSG và Bastia, một cổ động viên đã ném gói đậu phộng về phía tiền đạo Zlatan Ibrahimovic. Không rõ cổ động viên ném về phía Ibrahimovic có ý gì, nhưng sau đó tiền đạo người Thụy Điển đã nhặt lên ăn ngon lành dưới cái nhìn của hàng nghìn người có mặt trên sân. Sau Ibra, Dani Alves cũng từng bị ném chuối khi anh đang chuẩn bị thực hiện quả phạt góc. Nên nhớ rằng, ném chuối xuống sân đồng nghĩa với hành vi phân biệt chủng tộc. Phản ứng lại hành động này, hậu vệ Barca đã nhặt chuối lên và bóc vỏ ăn ngay trên sân. Khi trận đấu giữa Colombia và bờ biển Nga tại World Cup năm 2014 vừa diễn ra chỉ được vài phút, ai đó đã ném vào giữa sân một quả bóng bơm hơi thật to. Tuy nhiên, James Rodriguez đã nhanh chóng kiểm soát và làm sẹp nó để trận đấu tiếp tục. Trọng tài phải tạm dừng trận đấu trong gần 10 phút vào thời điểm cuối trận đấu giữa Croatia và Cộng hòa Séc vì những cổ động viên Croatia đã ném pháo sáng xuống sân và gây loạn trên khán đài. Theo nhiều nguồn tin, các cổ động viên này ý thức được hậu quả của việc ném pháo sáng xuống sân nhưng họ vẫn làm, bởi họ muốn lợi dụng điều này để phản đối sự bất cập của Liên đoàn bóng đá Croatia.
một số khán giả đã chuẩn bị nhiều tờ 500 euro giả có in hình Neymar để châm chọc ngôi sao này. Sự việc xảy ra trong trận đấu giữa Bayern và PSG ở lượt trận cuối vòng bảng Champions League. Các cổ động viên Bayern có ý chế giễu Neymar là cầu thủ thi đấu chỉ vì tiền. Khi đó, PSG phải chi đến 263 triệu đô la để phá hợp đồng của Neymar với Barca. Trong trận đấu giữa Brøndby và Copenhagen, cổ động viên đội chủ nhà đã có màn hành xử không lịch sự khi Brøndby được thi đấu trên sân nhà nhưng lại bị đội khách vượt lên dẫn trước. Nóng mặt vì bị đội nhà đứng trước nguy cơ thất bại, một số cổ động viên của Brøndby không giữ được bình tĩnh, tặng cho cầu thủ đội khách những con chuột chết. Sau đó, các cầu thủ của Copenhagen đã phải dọn xác những con chuột để trận đấu được tiếp tục. Sau đó, nhân viên an ninh đã tự tay dọn xác những con chuột chết do cổ động viên đội chủ nhà ném xuống sân. Việc Di Maria rời bỏ United trong năm 2015 để tháo chạy sang PSG khiến fan quỷ đỏ vẫn rất hận anh. Một lần thi đấu tại sân Old Trafford, một cổ động viên của Man United đã ném chai bia xuống sân nhằm vào Di Maria, nhưng không chính xác, tiền vệ người Argentina phản ứng lại bằng cách tranh thủ chọc tức các fan của MU khi giả vờ cầm chai bia và uống. Một màn mưa, lợn đồ chơi đã được các cổ động viên của Charlton và Coventry ném xuống sân vận động ngay khi trận đấu chỉ vừa mới bắt đầu, khiến trận đấu buộc phải tạm dừng. Nguyên nhân của sự cố này là do các fan của Charlton đã tỏ ra không hài lòng với cách mà ông chủ Roland Douglas điều hành câu lạc bộ. Còn về phía các cổ động viên của Coventry, họ phản đối trang phục thi đấu được tài trợ bởi Sisu. Thủ thành Donnarumma bị ném một đống giấy in hình 1 đô la khi đang thi đấu trong trận gặp U21 Đan Mạch ở giải trẻ châu Âu. Anh còn hợp đồng 1 năm với Milan nhưng từ chối gia hạn. Sự kiện này khiến nhiều cổ động viên của Milan tức giận. Nhiều người cho rằng quyết định này của Donnarumma xuất phát từ vấn đề tiền bạc và gọi anh là kẻ hám tiền. Tên anh thậm chí còn bị chế thành Dollarumba. Một chiếc bật lửa đã bay thẳng vào đầu của Ronaldo trong lúc tiền đạo này trò chuyện với Ramos trên đường vào phòng thay đồ. Nguyên nhân của tình huống này được cho là do bức xúc từ các cổ động viên Atletico nhắm đến CR7. Ronaldo là người lập cú đúp cho Real trong những phút đầu của trận đấu khiến Atletico bị loại khỏi cúp nhà vua.
Không phải tất cả mọi thứ vật thể bay xuống sân bóng đều mang theo cảm xúc tiêu cực của cổ động viên. Vào giờ giải lao giữa trận, đã có hàng nghìn con thú bông được các cổ động viên của Real Betis ném xuống sân. Chúng được ban quản lý thu gom và chuyển đến những trại mồ côi, những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với hy vọng mang lại niềm vui cho lễ Giáng sinh cho các em. Vừa rồi là những lần sân bóng dường như biến thành một khu hỗn độn với toàn những vật thể lạ. Bạn cảm thấy bị hấp dẫn bởi tình huống nào nhất? Hãy chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới. Và nhớ đừng quên nhấn like, share và subscribe để theo dõi được những video mới nhất đến từ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!